Chào bạn trở lại với nhóm review. Thì hôm nay nhóm sẽ hướng dẫn các bạn hiệu chỉnh cái nhiệt độ của trạm hàng Haco 07 về cái nhiệt độ chuẩn xác. Thì nhiều bạn khi mà mua về, nó khi mà gắn cái tay hàn vào, nó sẽ có hiện tượng là LO hoặc là nhiệt độ lên rất là cao nhưng mà không thể hàn được. Thì ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn hiệu chỉnh nó về cái nhiệt độ chuẩn để có thể thực hiện hàn được. Rồi thì về cái cách sử dụng và cái thông số kỹ thuật của cái trạm hàn Haco 07 này thì các bạn xem video ở phía trên nhé. Thì ở cái trạm hàn này người ta thường sử dụng cái nguồn adapter, cái nguồn của sạc laptop ạ, 19V 3.42A. Thì ở đây mình sử dụng cái nguồn đa năng đây, nguồn nhiều đầu ra này. Thì cái nguồn này đây, cái nguồn này của mình có các đầu ra là cộng trừ 5V ở phía này, cộng trừ 5V này, nguồn đối xứng ấy, nguồn 40V này, nguồn 19V. Thì cái nguồn 19V ở đây mình lấy ra sử dụng cho trạm hàn. Đấy. Thì cái nguồn này công suất của nó lên tới 4A ở cái đầu 19V này, nên là thoải mái để sử dụng cái trạm hàn này. Các bạn có thể lấy nguồn 40V hoặc là nguồn cộng trừ 5V ra để sử dụng vào các cái mục đích khác. Rồi. Đây, các bạn cắm trực tiếp nguồn 220V vào cái đầu đây. Đấy. Nhìn chất lượng mạch khá đẹp đấy. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn hiệu chỉnh nhiệt độ của cái trạm hàn Haco để cho nó về cái nhiệt độ chuẩn. Thì ở đây mình đã cấp nguồn 19V từ cái nguồn nhiều đầu ra của mình. Đây, cắm vào jack DC này và bật này, on off. Đó. Thì hiện tại mình cài đặt cái nhiệt độ là 350. Đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành đo nhiệt độ ở cái đầu mỏ hàn này. Ở đây mình sử dụng máy đo nhiệt độ Haco FG100. Đấy. Đấy, thì như các bạn đã thấy, cái nhiệt độ ở đầu mỏ hàn đang là 406, tức là nó lớn hơn so với cái nhiệt độ mà trạm hàn đọc về được. Thì là chứng tỏ là hai cái này đang không thống nhất với nhau này. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành hiệu chỉnh này. Các bạn chú ý này, ở đây có một cái biến trở tinh chỉnh này. Các bạn sử dụng một cái tô vít này. Đấy. Đây. Thì nếu mà nhiệt độ ở trên cái đầu mỏ hàn này nó lớn hơn nhiệt độ ở trên trạm hàn thì các bạn sẽ vặn cái biến trở này ngược kim đồng hồ này lên 420 và để nó giảm dần xuống. Đó. Thì như các bạn đã thấy, đây, nhiệt độ trên này, trên cái trạm hàn này đã là 350 và trên đầu mỏ hàn cũng là 355, tức là sai số tầm 5 này. Các bạn có thể chỉnh cho nó chuẩn chính xác bằng vi trở đây, vận chỉnh lên. Nếu mà nhiệt độ ở cái đầu mỏ hàn này thấp hơn này thì bạn chỉnh theo vặn theo chiều kim đồng hồ.
Ok. Đấy, thì là tầm 346 và 350 là xấp xỉ nhau. Rồi. Thì bây giờ tiến hành hàn thử cho bạn xem này. Thì thường thường là cái nhiệt độ hàn này của cái máy điện tử các bạn để 350 đến 380 vừa. Đấy. Ok. Đó. Vừa rồi mình vừa hướng dẫn các bạn hiệu chỉnh cái nhiệt độ của chạm hàn Hako 907 về cái nhiệt độ ổn định để hàn để tiến hành hàn mạch. Rồi. Thì nhiều bạn gặp cái trường hợp là khi mà để cài đặt cái nhiệt độ tầm 200 đến 250 hoặc 300 mà khi tiến hành hàn đã khiến cái hiện tượng là cháy mạch hoặc là bong via. Và trường hợp nữa là khi mà các bạn cài đặt đến tầm mắc là 480 nhưng mà đầu cái mỏ hàn này vẫn chưa không thể tiến hành hàn được, thì ở cái trường hai trường hợp đó các bạn có thể chỉnh theo cái hướng dẫn mà mình vừa hướng dẫn nhé, tức là chỉnh cái biến trở ở đây này, tăng giảm cho nó phù hợp. Rồi. Thì thường thường là nó sẽ chỉnh cái này là sẽ được, còn nếu mà không được nữa thì là có thể rất có thể là sẽ là cháy cái đầu sensor ở đây. Đấy, cháy cái đầu sensor ở trong cái tay hàn Hako 907 này. Đấy, thì với cái hiện tượng đó thì các bạn có thể mang đến các nhân viên hỗ trợ kỹ thuật ở bên máy linh kiện, thì bên đó sẽ hỗ trợ các bạn thay thế đầu sensor. Rồi. Ok, thì cái video hướng dẫn chỉnh cái tức là hiệu chỉnh cái nhiệt độ cho Hako 907 đây của mình đến đây là kết thúc. Đấy. Thì nhân tiện đây mình cũng giới thiệu các bạn về cái nguồn ở đây. Đấy. Nguồn này thì các bạn có thể sử dụng nguồn 40V này cộng trừ 5V hoặc là 19V. Ok. Thì video mình đến kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.